Nhớ chú Bullet nhiều lắm. Vậy hả? Nhớ chú Bullet. Có qua chú Bullet có mua cái đồ mới tivi cho con không? Dạ hả? Chú đâu có biết đâu mua. Trời ơi, phải qua chú Bullet mua cái đồ mới tivi giùm con được rồi. Vậy hả? Đâu vô chú coi coi. Nó đâu, bị hư rồi. Rồi đâu vô chú coi 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 bị sao. Ha. Đi vô coi coi sao. Dạ, mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là ngày 17 rồi. Đó, hôm nay 17 là ngày thứ hai là cái việc giãn cách xã hội là xuống chỉ thị 15, nên là đi qua thăm chị Thanh được, thăm bé Hương được. Thì cũng như là hỏi thăm coi Hương khỏe hay không, sức khỏe làm sao đồ. Where you from? Dạ, xin mời. Dạ, xin mời. Ông thần ơi, nãy giờ chưa nhận game luôn hả chị Thanh? Hả? Trời ơi, chú Bullet thịt cha không độ quá à. Trời ơi, mới có gần 3 tháng hôm qua thôi mà nhớ, quên. Nhớ chú Bullet vậy này cũng mập hơn luôn á. Vậy hả? Mà nhớ chú không? Nhớ chú Bullet. Nhớ, không qua thăm mà cũng buồn phải không? Dạ. Rồi chị Thanh là nãy giờ hỏi coi, quên em rồi phải không? Rồi coi, hỏi coi. Sao quên? Sao quên hả? Sao mà nãy thấy em vô mà chị im gu vậy? Đang chạy xe thôi. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà nhận ra em không? Sao không nhận ra được? Nhận ở ngoài đường rồi nữa. Hay à, ông thần ơi. Rồi sao? Hai mẹ con mấy giờ sáng nay ăn cơm nước gì chưa? Ăn rồi. Vậy he. Ăn chưa? Em hả? Chắc giờ chưa ăn. Tranh thủ qua sớm để đợi phà. Chú Bullet khỏe không? Khỏe. Chú Bullet lâu lắm rồi con mới gặp chú Bullet đó. Đúng rồi, con biết làm sao mà con chú không qua được không? Bệnh dịch. Đúng rồi, bệnh dịch. Chú Bullet phải nhờ chú Bullet mua cái nền mới cho con được rồi, nó bị hư rồi. Rồi, để từ từ chú coi rồi chú mua cho nghe. Dạ. Ừ, rồi sao rửa mặt sức kem mà sao rửa mặt không sạch gì cho vậy? Để bây giờ rửa mặt đi. Rửa mặt chải đầu rồi gọn gàng lại nghe. Dạ. Rồi lấy cái lược cho mẹ chải đầu nè. Rồi sao hỏi thăm coi. Rồi lúc này rồi ngủ được không? Ngủ ngon lắm. Thiệt không? Chị ngủ ngon. Chị nhìn coi. Mắt đục à? Chữ gì nữa. Thấy vậy chứ mắt ngủ triền miên hả? Con mắt em thâm quần chị thấy không? Ừ. Rồi chị thấy em mập hơn không? Ừ. Chị thấy em mập hơn, trắng hơn không? Ồ, lúc này là ở nhà không có làm gì đâu. Dạ. Nói chung là gần 3 tháng rồi, gần ở nhà không à. Đâu dịch bệnh, đâu có dám ra đường đâu. Thấy ghê lắm. Ừ. Chị ra đây là chị còn ngồi trước cửa được, còn em đâu có ngồi trước cửa được đâu. Vậy hả, ngoài đường, ngoài phố ha. Dạ. Mà đâu có dám ra ngoài đâu. Ừ. Rửa mặt chưa? Rửa mặt rồi. Chưa có sạch. Còn hai bên này nè. Đúng rồi. Rửa sạch đi rồi ra chú gửi quà của các cô cho con nè. Dạ. Ừ. Của con thì của Ngọc nữa. Dạ. Ừ. Rồi sao đi lại được chưa chị Thanh? Đi dịn ghế. Dịn ghế hả? Rửa mặt đi, rửa mặt. Ừ, đi rửa mặt đi. Đi khó quá. Đi khó quá hả? Ừ. Mà có uống thuốc đầy đủ không? Thì uống thuốc thần kinh đó. À, dạ, thì cũng gần 3 tháng rồi cả nhà ơi, không có qua thăm chị Thanh. Thì nãy lúc đi qua đó thì cũng rất là nôn nao, cũng rất là lo lắng là không biết là khi mà qua thăm chị Thanh đó, rồi chị Thanh có bệnh là hay không, rồi có nhận ra mình hay không, rồi có những cái biểu hiện kỳ lạ giống như là lúc bệnh hay không, đó thì cũng lo lắng. Nhưng mà từ khi mà vô nói chuyện với chị Thanh rồi thì thấy là rất là mừng. Chị Thanh hôm nay là khỏe lắm và nhận ra mình vui vẻ lắm nha. Lâu lắm rồi, thiệt. Rồi đi, của mấy cô gửi quà cho con này Hương. Mấy hôm nay thì gửi lúc mà trước dịch đó cả nhà, nên là cũng hơn 3 tháng rồi. Mấy cô có gửi sô-cô-la nè, rồi có gửi bánh nữa. Nhưng mà thật sự mà nói thì sô-cô-la với bánh đó thì những cái là nó bị hư cả nhà ơi. Nên là lúc mà gửi qua đó thì từ ở bên Mỹ mà gửi về thì sô-cô-la thì khoảng chừng 20 ngày mới nhận được. Thì khi mà mình nhận được á thì nó bị chảy rồi. Nó bị tất cả mọi thứ là đi chảy ra. Nên là em có nói với các cô á thì cô nói là bỏ đi. Nên là cái nào mà còn sử dụng được thì em tổng hợp lên trong cái hộp này em đem qua cho Hương với lại là cho bé Ngọc. Đó, chị Thanh có quà trong đây nữa. Rồi bây giờ Hương ơi, con khui ra quà của các cô nha. Dạ. Ừ. Wow. Ừ. Nè. Kẹo sô cô la nữa. Đúng rồi, cái này là kẹo, này là các cô có ghi rõ là kẹo
xin chia cho Hương, Ngọc, Trân. Trân là con gái của chị Quyền đó cả nhà. Mình đã xót ra rồi nè, mình xót ra rồi mình cho cái Trân trước dịch rồi. Còn cái này là sau dịch thì mình mới qua được. Bây giờ mình mới qua được, mình trao cho Hương đây. Đó, con cho Ngọc nữa nha. Dạ. Cho Ngọc nữa. Mình vô, không? Cho Ngọc vô đi. Nè, từ từ đi con. Nghe mấy cái lược nè, lược chải tóc nha. Cái có tên hết thì con cái chia cho em nữa nha. Nè, còn cái này là cũng có tên hết nè. Cái này là xà bông của Ngọc. Còn cái này là cho chú Rulip, nhưng mà chú cho con luôn nha. Dạ. Chú để cho con luôn. Cái này là cái khăn tắm nè. Đó. Còn cái này là tên Hương nè. Đó, đúng không? Còn cái này là tên Ngọc nè. Có nhiều ở trong đây lắm. Con coi từ từ, cứ ra từ từ nha. Còn ở đây nữa nè con. Rồi, đây là con lấy mấy cuốn sách ra nè. Mấy cô nói là con thích học đọc sách với lại thích làm toán á. Rồi cô có gửi những cái cuốn sách cho con nữa. Đúng rồi, mấy cây lược đó, 2-3 cây trong này á. Rồi, con coi coi có tên ở đây hết nè con. Nè, tên này tên Hương nè, thấy không? Hương. Đúng rồi. Ngọc. Đúng rồi. Đó, thì quà ở đây cũng nhiều lắm. Thì mình tổng hợp của các cô. Thì qua đây thì em cũng cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị rất là nhiều. Đã thương Hương và Ngọc và những hoàn cảnh khó khăn mình đã giúp đỡ đó. Thì có gửi về để mà giúp đỡ cho họ. Thì mình tổng hợp ở đây. Dạ, thì trao cho Hương nè. Hương mừng quá trời. Nãy qua mà thấy gì chạy ra mừng. Bây giờ lấy cái lược con chải ở đầu của con lại ha, cho gọn gàng. Mình lớn rồi, mình phải sạch sẽ gọn gàng nha con. Đâu đi thử em coi vậy đó. Ở trong nhà thằng chị trắng đó, cái mặt trắng tươi luôn rồi. Có sẽ keo không? Không. Em trai mà sẽ keo gì? Trắng tươi rồi đó. Do em ở nhà không à, đâu có đi ra đường đâu. Ở nhà thằng chị trắng tươi rồi đó. Dạ. Đây, hôm nay là thấy chị Thanh là đi ok hơn mọi bữa rồi nghe cả nhà. Đó, thì cái bước chân đi là nhẹ nhõm nè. Đó. Chứ lúc trước đi nặng nề, dở chân không có lên. Nhưng mà bây giờ thì dở chân lên rồi. Rồi đi vài vòng nữa em coi thử. Rồi Hương con chải tóc cho mẹ luôn nha con. Ha, chút xíu mẹ ngồi con chải tóc cho mẹ luôn nha. Có vẻ chị Thanh cũng ngập hơn ha. Ngập hơn không? Chải tóc đi chị Thanh. Chải tóc lại cho gọn gàng đi chị Thanh. Ok, xuất sắc luôn. Lâu lắm rồi quý vị khán giả cũng nhớ chị Thanh lắm á chị Thanh. Chị Thanh ơi. Lâu lắm rồi những quý vị khán giả, cô chú anh chị đâu ai cũng nhớ chị hết trơn á. Rồi cũng có cô chú anh chị là nói chừng nào em qua thăm á, rồi gửi lời thăm sức khỏe chị Thanh. Rồi con ngỗng này là của hàng xóm hả chị? Giờ bây giờ con ra con la con ngỗng gì Hương? Ngỗng gì tối ngày đó. Dạ. Rồi bây giờ con ra con đuổi ngỗng đi cho nó kêu ăn cho mẹ hát. Đó. Đi đi tiểu. Dạ. Xuân dừng hai lá mới lá đổ thơ đầy phụ lá quân đi. Giữa buổi hành quân nắng nó con chim mừng xuân. Vui hết trong lòng. Thấy em sao mà không ra? Quá trời lít luôn rồi. Quá trời mập hả? Quá trời lít hết ra. Tóc dài quá nhìn không ra. Tóc lít dài mà lít ra cái nọng luôn rồi. Rồi mấy nay rồi cũng đi móc đất hả chị Út? Đi móc lén. Bữa nay dạ. Rồi thoải mái rồi. Dạ. Tối đi nó không cho ra, nó không nữa đi đâu, đi vô không vô phải.
Dạ đúng rồi, với lại dịch bệnh như bây giờ đi làm cũng khó khăn, mà bây giờ chỉ thi 15 là đi được rồi. Dạ dạ. Hôm qua đi hôm nay thì nó dễ rút đi cho thì nó thấy nó không le. Rồi nút đâu chị? Đi thay đất. Đi thay đất rồi hả? Chạy xe ghe đi chưa? Đang chạy đi. À, quay máy chưa? Quay máy chưa? À. Đi không? Thôi. Chút xíu rồi, có con chuyện nói chuyện với chị Thanh nè. Dạ chơi đi. Dạ. Đây nha, thì cuộc sống của anh Út với chị Út là làm lũ ở dưới bến dưới sông vậy đó, ngoài đi móc đất suốt ngày vậy đó. Nên là hôm nay anh Út cũng thảy đất, móc đất rồi thì bây giờ bắt đầu là đi thảy nè cả nhà. Với chị Út cũng đi thảy phụ anh Út nè. Rồi rồi. Dạ dạ. Đó. Rồi thì bắt đầu cái công việc rồi. Nửa đêm là đi móc, rồi bây giờ là bắt đầu đi thảy. Where are you from? Trời ơi, nhớ tiếng Anh hay dữ vậy ta. Where are you from? Where are you from? I'm from Vietnam. What's your name? I'm Phan Thanh Kiều. Dữ à. Rồi con tên gì? Tên Hương. Vậy hả? Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hương năm Tết nay, năm nay là Hương 20. Ước gì em tổ chức sinh nhật 20 chứ con. Vậy hả? Rồi sinh nhật 19 coi tổ chức không? Có. Sinh nhật 19 thì coi chú Bùi Lít Bơ kia tổ chức bữa hổng rồi. Vậy hả? Rồi sinh nhật 20 rồi tính tiếp. Bây giờ chưa tới mà. Dạ. Ừ. Rồi mấy hôm nay rồi ở nhà có ngoan, có giỏi không? Dạ có. Mấy hôm nay đi chợ mua cải nè, mua thịt về kho nè, rồi còn mua đồ ăn tùm lum, hộp vịt, bữa nay ăn cơm với hộp vịt luộc với nước tương. Ủa sao nói mua đồ tùm lum hết trơn mà ăn hộp vịt luộc với nước tương? Hả? Rồi đâu bây giờ đi chợ rồi, con đi chợ con mua gì lúc đi chợ hồi nào, mấy ngày rồi? Đi hôm đó nay đi chợ là mua 1 ký thịt nè. Rồi mua đồ gì nấu canh ăn nè. Rồi con đi về con tự mua hay là có ai chở con đi không, hay là con tự xe đạp đi? Tự chở xe đạp đi. À rồi con đi ra ngoài á, rồi con thấy con sợ gì nữa không? Dạ không, con cũng đỡ sợ rồi. Đúng rồi, vậy là lúc này hết bệnh rồi đó nha. Cố gắng lên nha con ha. Rồi bây giờ chú hỏi nè, chú hỏi con cái này là về mẹ con ha. Rồi bây giờ con thấy mà lúc mà chú hôm qua đó, rồi mẹ con có khỏe không? Mẹ buồn hiu hả? Mẹ nhớ chú Bullet nhiều lắm. Sao lâu lắm rồi chú Bullet mới qua một lần. Tại dịch bệnh đó rồi chú đâu có qua được đâu. Mà dạ. Mà mẹ đi ra đi vô rồi mẹ cũng không ai nói chuyện mà buồn hiu hả? Dạ. Rồi có khi nào mà mẹ tự hát mình không? Có, tự khi mà mẹ tự hát một mình cũng có nữa. À, giống như buồn quá rồi cũng muốn hát hả con? Dạ. Rồi con thấy mẹ ăn uống đủ, uống thuốc đầy đủ không con? Dạ có đầy đủ, nhưng mà nhưng mà mẹ buồn, mẹ không biết có buồn chuyện gì nữa. Mà mẹ buồn hiu hả, mẹ chú Bullet qua mẹ mừng á. Chú không thà mẹ buồn hiu rồi hả? Chú Bullet có dầu không? Cho mẹ chơi dầu mà hết dầu sức rồi. Có chú có đem dầu qua kìa chút xíu rồi. Chú mẹ cho mẹ coi, chú biết là mẹ thích sức dầu mà. Dạ. Nên là chú đem qua cho mẹ. Dạ, cho hai mình vô kêu mẹ ca đi. Coi mẹ kêu mẹ ca hả? Ờ. Thì con cũng muốn nghe mẹ hát ha. Dạ. Ừ rồi đi vô nha. Dạ. Đó, mọi người thấy không, hôm nay là thấy Hương khỏe nè, rồi với lại là cũng rất là tỉnh táo, và khi mà tiếp xúc với mình á là không có còn gung, và cái tai á thì lúc trước anh nói chuyện á là gung lắm, nhưng mà bây giờ là không có còn gung như trước nữa. Thay đổi rất là nhiều nè, không nè, không phải là ốm, không phải là mập hơn, mà là thấy là ốm nha cả nhà, chứ không phải là mập nha. Ông thần ơi, Hương là mới tiết lộ cho em một cái bí mật nha. Gì hả? Bí mật nha. Nói là chị á là ở nhà sao buồn hiu à. Gì hả? Ừ, sao buồn hiu vậy? Mất làm công chuyện với cho buồn. Trời đất ơi, công chuyện dữ thần vậy hả? Công chuyện gì? Hả? Công chuyện gì dữ vậy? Công chuyện. Phải không? Rúm hết. Trời ơi, ở đây có làm mấy công chuyện gì đâu. Ở đây có làm mấy công chuyện gì đâu. Chuyện gì mà tùm lum hết, hay là tối chị ngủ chị nằm mơ chị thấy đi làm công chuyện? Không có thiệt chứ. Kể cho em cái công chuyện gì mà tùm lum hết trơn vậy? Hay là mắt tập đi quá
hay sao? Hay là cái con gì nó bu cái răng của chị quá rồi bây giờ chị phải quýnh nó ra để bao lâu nó ra? Vậy gì nữa? Cũng có nữa. Cũng có nữa hả? Nó bu cái răng nào của chị đâu? Lum nha. Lum hết trơn, nó bu cái vợ của chị nó phải không? Không. Nó bu tóc của chị nó phải không? Ừ. Rồi nó bu cái áo của chị nó phải không? Hèn chi nè, nó bu riết cái áo cái trơn rồi nè. Đấy vậy rồi bu riết rồi tóc tai gì có đen đó. Thần ơi. Thần thừ ơi. Rồi bay hết trơn mà nó bu riết nè, nó kéo áo riết nè nè, thấy không? Nè nó kéo áo riết rồi gách hết trơn rồi nè. Đó. Nè. Tội nghiệp chị Thanh không? Rồi sao còn áo mới không? Sao không lấy áo mới mà? Cô chú anh chị cho áo quá trời mà sao không lấy mặt? Hay là thích cái áo này? Phải không? Đâu rồi, lâu quá không hát cho em nghe rồi, hát cho em nghe bài đi. Hát cho em với khán giả nghe một bài, hai bài cũng được. Đó, lâu lắm rồi không có nghe chị Thanh hát nè. Ơi. Trời ơi, uống nước, bên này Hương mày. Uống nước chocolate. À, trời ơi, cảm ơn Hương nha. Chocolate uống nước đi. Rồi, cảm ơn, bữa nay biết mà khách nữa. Rồi quá trời ơi, bây giờ con lô con lau cái mặt đi, sao rửa mặt hay không lấy cái khăn lau mặt. Ha. Dạ. Rồi, hát cho em nghe bài đi cho nó. Gần vào xuân, gần thay lá mới, lá đổ rơi đầy phủ lối. Dù bụi hành quân dừng chân giết dồi, gửi về em bên ấy xa xôi. Anh vẫn gửi về em bên miền xa xôi tổ quốc. Đang bụi hành quân dừng chân nắng nót, con chim mừng xuân vui hót trên cành. Ở nơi đây gần vào xuân, gần không có mây vàng, chỉ có hoàng hôn gần vàng sương xuống, và tiếng chim gần gõn gã bôi bình minh. Thương em nhiều áo dài mong manh, ruộng sớm đồng chưa mưa nắng tảo tần, đưa con thay chồng đuổi giặc đường xa. Đất bám đôi chân bàn tay xanh gam nắng, Tết đến năm nay nhớ mai con áo mới, đắp ấm đôi chân trong đêm tối lạnh lùng. Anh vẫn hành quân đi giữa núi rừng, đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nặng đường dài áo gách đôi vai. Súng bên mình suốt lứa tuổi đôi mươi, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói cùng ai bằng lời ân ái. Ngày giặc đánh lên đường người súng lại cầm tay. Giữ thần không? Vỗ tay Hương, vỗ tay. Cay quá. Hay quá. Nè, có quà cho chị nè chị Thân. Em biết, em biết chị mê dầu lắm. Trời ơi. Okay, có lý à? Có lý à? Vâng nha. Dạ. Trời ơi. Cười cười. À. Mấy cô cho hoài con với Ngọc rồi, con đem lên cho Ngọc chưa? Con đem bỏ nhà dưới rồi. Ừ, rồi mẹ hát rồi, Hương hát chưa? Hương hát xong rồi. À, cái gì mà à, xuân đi làm khắp trốn, xuân đi rồi xuân đến. Như hôm ai nào phơi phới à. Đâu chân trên bàn hiền, quyết thư thăm bàn hiền, một lời nguyện xin chớ đi, mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên nước miền gặp lời gặp may, mây nhiều vừa rít núm trong, xuân em qua đầu đầu năm. Hay quá, nghe mùa xuân mùa Tết được không ha? Dữ à. Không, bữa nay thấy Hương gọn rồi đó, thấy chị Thanh ha. Gọn lại rồi. Ok lại rồi, nói chung là tỉnh táo rồi đó ha. Mẹ ca chú Quýt một bản nữa đi, con muốn mẹ ca. Con muốn mẹ ca hả? Hương cũng khoái nghe chị Thanh hát kìa chị Thanh. Nè, con quay mẹ đi, con quay mẹ đi. À, đúng rồi, con tập quay cho mẹ đi nha. Ê, rồi ok rồi con tự nói thì con kêu mẹ ơi hát cho con nghe thử coi. Mẹ hát cho con nghe mà. Ừ, đúng rồi.
Chiều về thăm quê thăm nội, tóc đa bạc phơ, và hàng cao xanh ngày rồi. Xưa nội đã dung chồng, bờ rào trước nhà con liễu xiêu, khóm hoa cúc vàng buồn quanh hiu. Hàng cao thầm nói, nó đã xa rồi, thương lắm nội ơi, nhớ sao chiều nay còn nhớ, nhớ sao nội tôi một đời, một đời chèo ghe đưa đò, dải dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng, thương lắm nội ơi. Chiều nay thương nhớ, chào chú Lít. Sao nội tôi một đời, một đời chèo ghe đưa đò, dải dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng, thương lắm nội ơi. Mẹ ca bài hay quá. Đây nè. Thiền đổ qua khơi rồi ra bến cổ gì đó. Để con lấy cuốn sách gia ca. Ừ, lấy cuốn sách gia ca đi, mình vô trong nhà coi cuộc sống của hai mẹ con bây giờ có gọn gàng sạch sẽ không em nha. Dạ, thì đây là cái tivi này, chị bé Hương nói là cái này lúc trước mình mua rồi, nhưng mà bây giờ là cái remote nó bị hư rồi nên là không có bấm được, để mà mình tìm mua cái loại cái tivi này, coi có bán cái remote hay không để mà mua cho chị Hương, chị Thanh bắt cái tivi. Ừ, nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng lắm, chiếc xe bây giờ là chị mưa quá dắt vô nhà rồi nè. À, rồi ra phía sau coi, nấu nướng, ai nấu con? Con nấu. Giỏi dữ ha. Canh cải. Đâu? Hột vịt luộc. Trời ơi, cũng gọn gàng quá nè. Đó, rồi chén dĩa này kia cũng quá gọn gàng rồi. Còn dính ghiền trên mắt này coi, tháo ra. Ừ, đúng rồi. Con nhắc cho chị Thanh hát, Hương nhắc cho chị Thanh hát đó nè. Thương quá. Con nước sông nào cũng muốn trái về xuôi, thuyền dấu ra khơi vẫn neo ngoài bên cổ. Anh vẫn này anh có kiều đào đưa tiếng. Quên à? Ừ. Rồi thôi em hỏi nè, rồi mấy hôm nay á thì cũng ở địa phương có hỗ trợ tiền cho chị mỗi tháng không? Có. Có ha, rồi Bình đã nhận đem xuống cho chị hả? Ừ. À, rồi lúc trước em có nói là mỗi tháng em gửi tiền cho chị để mình tự đi chợ á, thì hôm nay em sẽ gửi tiền của các nhà hảo tâm mà em đang giữ cái số tiền của chị á cho chị ha. Ừ. Dạ, thì hôm nay thì em sẽ gửi cho chị 3 triệu nha. Ha. Ừ. Gửi cho từ từ, cho nhiều khi em sợ là nhiều khi trộm cướp nó xảy ra ha. Rồi bây giờ Hương ơi, con cầm nè, con quay mẹ đi, con quay mẹ nè, giống nhà chú á. Ừ, đúng rồi, để chú lấy tiền con cho. Rồi giữ giữ nguyên nha con, con thấy hình mẹ nha. Dạ. Yeah. Rồi giữ nguyên coi chừng kết điện thoại nha. Dạ. Yeah. Rồi cho đi, cho chị đi chợ nha chị Thanh. Ừ. Rồi bây giờ em gửi cho chị là 1 triệu nè, chị cầm giùm em đi ha. Rồi, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Bây giờ chị đếm lại giùm em coi đủ không? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Rồi, ok ha. Bây giờ chị nhận đủ 3 triệu nha chị Thanh ha. Ừ. Rồi, cái số tiền hiện tại còn lại là lúc trước á cả nhà. Đây, chú quay cho coi.
Dạ, đây lúc trước là còn lại là 25.600.000. Thì em còn giữ của chị như vậy, thì mỗi tháng em sẽ gửi cho chị ha. Rồi bây giờ em sẽ trừ lại 3 triệu nè. Trừ 3 triệu ngày 17 tháng 9. Trừ 3 triệu 17 9. Thì còn lại là 25 triệu, mà trừ 3 triệu còn bao nhiêu chị? Hả? Còn nhiêu? Còn 2 triệu. Đúng rồi, 22.600.000 nha. Ừ. Dạ. Vậy cái số tiền còn lại này thì em sẽ để đó để mà khi mà chị đi khám bệnh nè, chị đi trị bệnh nè, mua thuốc uống nè, thì em sẽ chi liền cái số tiền này nha chị Thanh nha. Rồi, ok. Dạ. Rồi bây giờ con chị cất tiền đồ vô cẩn thận nha chị Thanh nha. Tối này kia cũng cẩn thận nha chị Thanh nha. Ừ. Này để dành đi chợ chứ nhiều khi á muốn đi chợ mua đồ mà không có tiền nha. Bây giờ á con coi cái áo khoác nào mới con lấy con thay cho mẹ đi không? Cái áo khoác này của mẹ cũ rồi. Bỏ cái áo này chị Thanh. Cởi đi. Cởi đi chị Thanh. Ừ, rách coi. Mà cô chú anh chị mà tặng cái áo cho chị mà chị không mặc là cô chú anh chị giận đó. Thiệt đó. Thôi bây giờ lấy cái áo này mặc đi, bỏ cái áo đi nha. Ừ. Rồi con coi chú chị coi cái gì bỏ trong túi áo đó ha. Rồi bây giờ láo ra hết nha. Nghiệp không? Rồi bây giờ có cái gì trong túi áo? Cái này cũng gắt nữa. Ông thần ơi, ai mà bu chị giết mà gắt ác trơn vậy ta. Rồi chị con coi có cái áo nào nữa không. Ừ. Nếu mà không còn nữa thì bây giờ sử dụng số tiền này để mà coi như là hư mua đồ cho chị luôn nha. Ở đây chị đi chợ ở đây được chứ mà nói thì em không có đi chợ ở đây được. Thì chỉ thị 15 có quy định là đi chợ theo từng ngày. Và mỗi hộ gia đình là đi chợ cách nhau 3 ngày cả nhà. 3 ngày đi chợ một lần. Nên là ở địa phương nào đi chợ ở địa phương đó và không có đi khác địa phương được. Thôi vậy mà để vậy cho mát đi chị Thanh ha. Ừ. Ừ. Rồi bây giờ ngày mai ngày mốt gì đó con đi chợ con mua đồ cho mẹ, bộ đồ giống có bộ đồ đó nha. Nghe chưa Hương? Ừ. Hai khỏe rồi mừng ha. Cố gắng lên. Em cũng cảm ơn các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm luôn đồng hành để mà giúp đỡ hai mẹ con của chị Thanh. Thì cũng dư một khoản đó thì để dành từ từ để mà mua thuốc uống đi khám bệnh. Khi nào mà hết dịch là mình đi thám tổng quát lại nữa nha chị Thanh ha. Cũng lâu lắm rồi, cũng 3 tháng rồi nên là mình phải đi thám tổng quát lại. Coi coi cái đường huyết hay là tiểu đường hay là cái gì đó có là cao hay có giảm hay không. Để mà mình biết đường mình uống thuốc cho nó đúng nha chị Thanh ha. Gì con muốn nói gì nè? Con muốn nói sao cô ba không qua thăm con nhớ cô ba. À muốn nhớ con nhớ cô ba hả? Không, con chú Bullet hứa dắt con đi siêu thị mà. Mà dịch bệnh quá con ơi, chưa có đi thăm cô ba được. Thì bây giờ con muốn nói chuyện với cô ba không? Chú gọi cho con nói chuyện với cô ba. Đâu nhớ. Nha, rồi bây giờ con hỏi thăm cô ba nha. Dạ. Hỏi thăm cô ba rồi cô ba dịch bệnh rồi cô ba khỏe không? Nha. Rồi nữa, nói con là Hương nha, con là Hương. Rồi cô ba nhớ con không? Dạ. Ừ, đứng lại gần cho mẹ nói chuyện luôn. Alo. What's up man? Alo. Cô ba có nhà bên tí. Oh, trời. Con cô ba. Alo. Cô ba hả? Con này cô ba nhớ con không? Trời ơi nhớ chứ Hương trời. Cô ba nói chuyện với mẹ đi. Con nói chuyện với ba trước đi. Nói chuyện đi. Bữa nay mà được chú Lít qua ha. Chú Lít qua thăm mẹ với con nè. Ừ, cô ba chừng nào thăm con. Mẹ hai mẹ con cũng khỏe hả? Chừng nào cô ba qua thăm con nhớ cô ba quá à. Dạ. Cô ba nói chuyện với mẹ nha. À, cô ba cũng nhớ ba hai mẹ con nhiều lắm. Cô ba khỏe không cô ba? Dạ,
Dạ. Cũng khỏe hả thật? Dạ cũng được cô. Được được hả? Rồi tự dạ. Rồi vui hôm qua có nhớ nó không? Dạ. Có. Có hả? Ừ. Bây giờ cô Lít nó ở ngoài gần chợ rồi. Nó không còn ở chung cô ba nữa. Rồi mà từ nhà cô ba ra chỗ nó là người ta còn gào hai cái gào lận. Dạ. Nó chưa có được, cho nên cô ba không ra được. Dạ. Mà Lít cũng không qua vô cô ba được nữa. Sao nó qua bên Thanh được chứ nó không vô cô ba được. Dạ. Sáng Thanh ăn cơm gì chưa? Ăn rồi cô. Hả? Dạ. Mấy tháng nay không đi đâu được hết trơn, ở trong nhà cũng nhớ lắm chứ. Mà không đi được mà. Dạ. Cô ba có đi đâu được không? Cô ba có đi đâu được không? Trời ơi, cô ba ở trước ra sau giường ha, chứ cô ba không có đi đâu được hết trơn Thanh ơi. Dạ. Dạ không dám đi luôn á. Mà sáng nay tao mới đem giấy lại, tao phát giấy cho đi chợ nè. Dạ. Đâu có đi chợ được đâu, cấm đi chợ luôn. Đi thăm bà nội đi mà người ta không cho. Dạ. Ừ. Thăm nội Lít á, mà tao không cho, sáng nè hỏi xin rồi tao không cho. Dạ. Thanh à, cái bản người Hương đâu có đi chợ được không Thanh? Được cô. Dạ hả? Dạ. À, đi chợ cũng mua đồ ăn được ha. Ừ. Có đi chợ mua gì nữa cô ba nghe đi. Con đi chợ mua thịt, mua cá, mua chân nữa. À, dạ hả? Rồi thịt làm gì ăn Hương? Thịt kho. Lâu lâu có mua kho rượu á con, kho với hột vịt á. Dạ. Không biết kho cái nhà mà Út chỉ, mỗi sáng chỉ. Dạ. Ừ. Nói cô, nói vừa nào hết dịch thì cô ba thăm con nha. Chừng nào hết dịch cô ba thăm con nha. Thôi ok. Đi clip vô chở cô ba. Dạ. Qua chứ. Rồi chúc cô ba sao không? Chúc cô ba mình giỏi nha, khỏe, giữ gìn sức khỏe với cô ba. Cảm ơn con nha, mẹ chúc hai mẹ con có gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Dạ. Uống thuốc đều nha con, mà hai mẹ con nha. Dạ. Rồi bye bye cô ba. Bye bye. Rồi bye bye, chào. Rồi cô ba khỏe nghe. Trời qua được mừng cả Thanh ở Lít. Dạ dạ. Ai cũng mừng hết trơn á chị Thanh ơi, thiệt. Mà thấy chị khỏe như vậy nè, quý vị khán giả còn mừng hơn nữa. Và lúc trước là chị bò ở dưới đất không à, nhưng mà bây giờ á là đi lại được rồi, chân khỏe rồi. Bây giờ gán tập đi nha chị Thanh, nghe không có bò nữa nha. Bò giết rồi quen rồi, cái chân mình không có vận động được. Bây giờ đi đem con dầm nữa đi. Đúng rồi, đi cho em con dầm đi. Đó, nên là quý vị khán giả cũng yên tâm nha, cố gắng uống thuốc, cố gắng mình tập đi như vậy nè, để mà cho đi lại được. Cố gắng nghe chị Thanh nha. Như vậy là mừng rồi cả nhà ơi, sợ cái trường hợp là bệnh lại rồi tội nghiệp. Dạ. Thì cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của chị Thanh. Theo dõi video của mình. Nếu mà quý vị khán giả nào mà chưa đăng ký kênh á, thì nhất định phải bấm nút đăng ký kênh để mà ủng hộ những cái video mới nhất của mình, từ những nhân vật chị Thanh và những cái nhân vật mà mình đang giúp đỡ nhé. Dạ, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thật là bình an trong cái mùa dịch bệnh nha. Bye bye chị Thanh. Chúc mọi người sao không? Chúc mọi người vui vẻ, làm ăn phát tài nha. Chị Thanh cũng vậy luôn. Thanh cũng vậy luôn. Chứ gì nữa. Bye bye. Bye. Cố gắng lên nha, cố gắng uống thuốc đầy đủ rồi chị nào hết bệnh rồi chú dẫn đi siêu thị ha, mua bánh kem làm sinh nhật nha. Dạ. Ừ, bye bye. Rồi con quét nhà quét cửa đi nghe con ha.